Chào mừng các bạn đến với cuốn học lập trình Laravel Framework phiên bản 5 chấm tại Trung tâm Đào tạo Tin học Hòa Phạm. Ở đôi trước chúng ta đang gặp mắc lỗi một số điểm ở cái phần ASAC này. Và những cái lỗi tôi gặp là những cái lỗi mà tôi đã đúc kết được trong trình giảng dạy tại Hòa Phạm. Và các bạn thường thường gặp những lỗi này. Nên tôi sẽ dành video này ra để hướng dẫn các bạn lại cái chúng ta sử dụng ASAC như thế nào, làm sao để không chia được nó. Vì ASAC là cái phần nó cũng khá trừu tượng trong chúng ta làm việc, nhưng mà nó lại sử dụng rất nhiều trong công ty, nên là bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chúng ta quản lý được, làm chủ được phần ASAC này. Thì bây giờ mình nhìn chúng tôi ở đây, chúng ta đang làm việc với app HTTP scheduler và làm việc với product scheduler ở đây để như vậy rồi, và chúng ta đang làm việc với phần ASAC trong cái file là resource public admin cs, rồi cái file là mystrip.cs. chúng ta mở ra luôn để hai file của mình được không bạn? Thì bây giờ tôi kiểm tra lại như sau, tôi refresh lại trang mình nha. Ví dụ mình bấm vô đây bạn, hiện tại nó gầy hết mà chúng ta chả biết kiểm tra hết bạn, tại vì nó chạy ở phía dưới server không kiểm tra được hết, được không bạn? Nên là bạn cài giúp tôi phần mềm tên là Firebug ở trên Firefox. Firebug nha bạn, trên Firefox này đấy, bạn đây chụp vào nhé, Firebug. Rồi, tôi cần đơn giản tôi chuột phải vào cái nút này, tôi chọn là inspect element with Firebug đấy, và bạn chọn bên phần bạn kiểm soát giùm tôi. Rồi, bấm nha bạn, thì nó hiện ra một cái lỗi là 45 method not allowed, cái hàm này không xác định được. Tôi bung ra thì tôi có một cái phần là phản hồi, một cái phần đăng, đăng là cái những phần bạn gửi lên, được không bạn? Giá trị token, ID hình, URL hình. Đầu đề là những cái thông số của mình không cần thiết, đầu đề là những thông số mình trên nút sẵn của mình. Ô mình nói LBB 568, Aperture 2.4.12, cái thông số của mình. Cái phản hồi là những cái giá trị nó trả về. Thì bạn có thể xem phản hồi dưới dạng code cũng được, hoặc bạn có thể xem dưới dạng HTML. Thì dưới dạng HTML này nó xuất hiện một bố lỗi khá quen thuộc ở đây là not method not allowed HTTP exception. Cái lỗi này bạn thường gặp ở đâu bạn? Dính dáng tới router. Vậy tôi quay lại phần project Laravel app HTTP router của mình, tôi kiểm tra lại phần này có đúng như vậy là đây, và nó hoàn toàn đúng không sai gì hết. Vậy chứng tỏ là chúng ta bị sai gì đó, phải sai đây. Cái đường dẫn thì chúng ta chỉ có hai nơi để ghi thôi, một ở đây và hai trong file service của mình, được không bạn? Đúng rồi. Nhưng mà ở đây cái thai bạn chọn là boss, mà thai đây là gì bạn? Là get, trái ngược nhau. Nên ở đây tôi chỉnh lại là get luôn, được không bạn? Rồi, tiếp tục tôi refresh lại trang nha, tôi bấm vào này thì nó bị lỗi mới, nó bị lỗi là 500 internal server error. Tôi bung ra, tôi chọn HTML, tôi thấy là non-static method này ASAC, nó báo là cái phương thức request này chúng ta không thể cầu tỉnh như vậy được. Và đây điểm đặc biệt của cái phần này mà bạn hay mắc phải, thì nó lưu ở đây cho bạn biết là khi chúng ta làm việc với cái phần mà request vậy thì bạn không được phép sử dụng cái phần illuminate cái điểm request này. Tắt đi giùm tôi, và mình phải sử dụng là đơn giản thôi bạn, view request là đủ rồi, được không bạn? Đấy, bây giờ tôi phải đại trang nha, tôi phải đại trang, bấm lại là bạn thì có một lỗi mới, tôi bung ra, nó kêu là undefined variable cái biến image của mình dòng 82. Thấy bây giờ mọi người xin lỗi là dễ dàng, nó không phải khóc tạp như trước nữa. Dòng 82 kiểm tra kéo xuống bạn, tắt lại đi, tôi sao lại để thử bạn xem nha, tôi phải đại trang. Bây giờ tôi có thể tự tin bấm vào đây nha, mất tấm hình mà mất hình hiển này đây, nên tôi kiểm tra lại phần này chút xíu. Tôi mở là cái phần view của mình ra ở đây nha bạn, app resources view, tôi vào là admin, tôi vào lại đâu bạn, product, vào là edit cái xuống cuối cùng, và tôi bật chế độ là wrap bỏ đi. Thì ở lúc này tôi muốn là xóa cái phần hình đi, bạn thấy nè, cái rồi đi thì mù đi, thì tôi hay là bỏ đi đi nè bạn, bỏ cái hình này đi, cái này sẽ xóa hết chúng ta luôn, được không bạn? Tôi có thể để cái này bên ngoài chẳng hạn như vậy để cho nó xóa phần trên đi đấy, được không nào? Được nha,
ấy và giải với phần này. À, tôi bỏ này luôn đi luôn cũng được, không cần thiết ở đây, bỏ đi luôn. Rồi nhìn tôi này. Bây giờ tôi bấm xóa, mất, xóa, mất. Ông thêm mặt bảng cho giùm tôi. Được không bạn? Nó dễ hơn cái nhiều chúng ta làm việc. Đấy. Được chưa nào? Bây giờ tiếp tục thôi. Đơn giản tôi cần kiểm tra là trong số 10 này có hình gì không nha. À, có cái của số 10 còn không nào? Chúng ta làm việc với sẽ là Vel, chúng ta làm việc với là bảng của đất ở đây. Số 10. Được không bạn? Rồi, tiếp tục là bạn kiểm tra giùm tôi số đất image của đất image ở đây. Just cái này không có gì hết. Và đương nhiên một điều là trong cái phần detail cũng chẳng có hình gì hết nha. Resources upload detail của mình hết, nhìn xóa hết rồi. Đúng vậy. Đấy, chúng ta làm việc rất là cẩn thận ở phần này. Được chưa nào? Và tôi vừa nói qua lại cái phần danh sách cho bạn hiểu được. Thì bạn nên cài dùng tôi thằng Facebook này, bạn sẽ quản lý dễ dàng hơn cho việc tham dùng dữ liệu. Thì để phần hiểu rõ hơn thì phần danh sách này tôi nói thêm chút xíu. Đơn giản, phần danh sách chỉ đơn giản là khi bạn nhấn một sự kiện gì đó thì giá trị trả về ở đây. Cái sự lỗi quyền của mình. Ở biết bên có được quyền nhận nó. Được không bạn? Ví dụ bây giờ đơn giản đi, bộ phần này đi. Bây giờ tôi đơn giản là alert phần data ra. Được không bạn? Data. Thì bên đây bạn chỉ cần bạn cho bất cứ cái chữ gì ở bên phần này, bất cứ chữ gì cũng được hết nha, bỏ hết nha. Rồi nha, thử là return thử ID bạn xem. Nhìn tôi đi bạn. À, tôi thiếu cái dấu mặt rồi. Phải ở đây. À, tôi nhầm ở đây. À, không có hình nào hết thì tôi có thể là tạo thêm một tấm số tấm nữa. À, thêm là phần đóng nhẹ là 111 copy xuống nhận phía dưới nha. Đấy. À, ở đây thì có tính hoành luôn này, hình này cũng như vậy đó, được chưa nào? Rồi copy phía dưới nữa nha. Rồi bây giờ tôi tiến hành là product app xong rồi tôi sửa nó luôn ở đây. Ví dụ bấm vô đây như vậy, thì số 7 chúng ta, số 8, số 9, được không bạn? Đấy, những cái dữ liệu mà bạn muốn gửi qua thì bạn chỉ cần chuyển này qua. Vậy liệu thì cũng không được qua đây gì, qua đâu rồi? Qua cái URL của mình. Đây này URL mình nè. Đấy là dễ đúng không bạn? Đó, không có gì khó phần sắt hết. Được chưa nào? Rồi trả lại cũ nha. Con này cũng vậy, trả như cũ. Rồi. Và tôi vừa tiến hành xong, xử lý xong những cái phần thuộc về ASAP. Được chưa nào? Tiếp tục phần sau sẽ tiến hành update dữ liệu của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.